Thưa quý vị và các bạn, hôm nay đã là mùng 7 Tết, chúng ta đã kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán và đã bắt đầu những ngày làm việc đầu tiên của năm mới. Năm mới trong lời chúc của mọi người thì bình an, sức khỏe luôn là điều được mong ước nhiều nhất. Và trong chuyên mục câu chuyện buổi sáng ngày đầu năm hôm nay, chúng tôi sẽ nói đến một câu chuyện liên quan trực tiếp đến sức khỏe. Và đó là vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, một vấn đề mà ai cũng quan tâm. Vâng, câu chuyện về vệ sinh an toàn thực phẩm chưa bao giờ là hết thời sự khi mà trong năm 2017 vừa qua, hàng loạt vụ ngộ độc thực phẩm đã diễn ra. Vẫn có hàng trăm, hàng nghìn loại thực phẩm bẩn, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm vẫn được bày bán trên thị trường. Và đặc biệt trong dịp Tết vừa qua, đã có rất nhiều người là nạn nhân của rượu. Họ chưa kịp vui Tết thì đã phải nhập viện do ngộ độc rượu. Thực trạng chúng ta đã nói nhiều. Và tôi nghĩ bên cạnh việc chống thực phẩm bẩn thì việc tìm ra những giải pháp để tăng thực phẩm sạch đang là vấn đề rất quan trọng mà chúng ta cần thực hiện. Và để có một lời lý giải một phần của câu chuyện này, có mặt trong trường quay lúc này là Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đáng, Nguyên Cục trưởng Cục An toàn Thực phẩm. Và ông sẽ đưa ra những lý giải, những quan điểm của mình về thực trạng vệ sinh an toàn thực phẩm hiện nay. Đồng thời với cương vị của một người đã từng quản lý về vấn đề này, ông sẽ đưa ra những giải pháp để người tiêu dùng có thể bảo vệ sức khỏe của mình, chuẩn bị cho một năm mới khỏe mạnh và tốt đẹp hơn. Tuy nhiên trước khi đến với phần trao đổi của Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đáng, xin kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tổng hợp sau của nhóm phóng viên Cuộc sống 24 giờ để xem vấn nạn thực phẩm bẩn ở nước ta đang như thế nào. Bao bì sặc sỡ, được quảng cáo là hàng loại 1, dùng để xuất khẩu, phục vụ khách quốc tế. Chưa kể đến, sản phẩm này còn được quảng cáo là đặc sản Chùa Hương, một địa điểm du lịch tâm linh nổi tiếng. Thế nhưng nơi sản xuất ra những sản phẩm được quảng cáo là có tiêu chuẩn cao này lại vi phạm hầu hết các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm như thế này. Dụng cụ chứa đựng nguyên liệu không đúng tiêu chuẩn. Dụng cụ chế biến thô sơ và đầy dầu nhớt. Nơi đóng gói sản phẩm được các công nhân thực hiện ngay trên mặt đất. Và tất nhiên, cơ sở này không có đủ các loại giấy tờ cần thiết để chứng minh việc sản xuất, kinh doanh là đúng với quy định của pháp luật. Là chủ cơ sở là chưa khắc phục được những cái nâng cấp các cơ sở vật chất, vẫn để cơ sở sự vật chất rất xuống cấp. Thứ hai là quy trình sản xuất là chưa đảm bảo. Thứ ba là quá trình đóng gói là ghi nhãn mác là không phù hợp. Đấy. Và thứ hai nữa là vấn đề khi kiểm tra về các cái thủ tục mà theo yêu cầu của huyện, đoàn kiểm tra liên ngành của huyện là chủ cơ sở vẫn chưa cung cấp đầy đủ. Đấy, như vậy là vẫn chưa khắc phục được. Và thống nhất đoàn liên ngành tôi là tạm đình chỉ cơ sở này. Còn đây là một trong những làng nghề sản xuất mứt lớn tại Hà Nội, ở xã Đông La, huyện Hoài Đức. Một phần diện tích trở thành sân phơi mứt. Xe máy công nông chạy qua khiến những miếng bí củ cải trắng phau bị chuyển màu. Cạnh đó là những thùng phi thu gom vỏ bao gói thuốc bảo vệ thực vật. Đến giữa trưa, công nhân ra đảo mứt. Và họ hồn nhiên đi ủng dẫm lên những thứ mà chỉ một hai ngày nữa sẽ trở thành thức quà ngon miệng. Còn đây là khâu chế biến tại một xưởng mứt có quy mô. Mứt cà rốt được tô điểm thêm màu đen. Người làm mứt vô tư kho cà rốt với côn trùng. Xâm nhập của các loại côn trùng, ví dụ như ruồi nhặng, thì chính những côn trùng đó là nó mang rất nhiều cái mầm bệnh, ví dụ như là trứng giun sán, rồi bào nang đơn bào, rồi vi khuẩn, virus, nó từ những cái chất thải nó mang vào người nó và nó tha đến vào thức ăn, trong đó có mứt. Thì đấy là một cái nguy cơ mà có thể làm cho người sử dụng là sẽ bị nhiễm bệnh. Thành phần không hề được che đậy, cũng là sự hòa trộn lẫn nhau, trong đó nguyên liệu không thể thiếu là ruồi, nhặng và ong. Con ruồi nhặng có thể có những cái bầu nang đơn bào hoặc là các cái loại vi khuẩn rất là nguy hiểm từ cái mầm bệnh, từ đờm dại rồi là từ phân nước rác các thứ là nó vào trong con ruồi. Nó vừa ruồi nó ăn thì nó vào ruột của nó rồi nó tha vào. Hai nữa là dính vào các cái chân và cái cánh của nó rất là nhiều lông. Nó các cái mầm bệnh nó bám vào đấy. Là nó là môi giới truyền bệnh.
Người đi đường có thể đặt một câu hỏi: không lẽ lãnh đạo địa phương không bao giờ đi qua con đường này? Và những gì đang diễn ra chỉ cách trụ sở Ủy ban Nhân dân khoảng chục mét mà họ cũng không hề hay biết. Vì đây là các hộ là về các hộ làm việc là theo hộ gia đình, thế cho nên là nhiều cái điều kiện về cơ sở vật chất cũng như là về các không gian của các không gian của gia đình cũng hay là các cái mặt bằng thì nó vẫn còn bị hạn chế. Về vấn đề này thì nhìn chung là chúng tôi tiếp tục phải tăng cường cái công tác tuyên truyền. Có ai có thể dám chắc trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, rất nhiều gói mứt truyền thống không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm không ở trên bàn ăn của gia đình mình. Và có lẽ không ít người đã phải nhận quả đắng từ những miếng mứt ngọt. Vâng, và lời đầu tiên xin cảm ơn Phó sư Tiến sĩ Trần Đáng, nguyên Cục trưởng Cục An toàn Thực phẩm đã tham gia chương trình đầu xuân năm mới mùng 7 Tết ngày hôm nay. Vâng, có thể nói mứt và bánh đây là những món ăn chúng ta nhìn thấy rất là nhiều và được tiêu thụ rất nhiều trong dịp lễ Tết. Thưa Phó giáo sư Tiến sĩ Trần Đáng, thì trước hết xin hỏi ông có những suy nghĩ như thế nào khi mà nhìn thấy cái đoạn phóng sự vừa rồi ạ? Qua cái phóng sự vừa rồi thì theo tôi nghĩ là cái thứ nhất là những người lãnh đạo quản lý nghĩ gì? Đấy, nhất là tuyến cơ sở có lương tâm hay là trách nhiệm mà cứ để cái đó để có người dân ăn để gây ra cái hậu quả gì không, hay là cứ đi qua rồi thấy cũng không có can thiệp gì. Cái thứ hai là những nhà sản xuất kinh doanh cụ thể ở đó có còn lương tâm hay không. Đấy, tại sao anh lại làm liều bẩn thỉu như thế để làm hại người khác? Vậy thì trong thời gian trước đây khi mà quá trình công tác tại Cục An toàn Thực phẩm thì ông có thường xuyên đi kiểm tra các cái cơ sở sản xuất vi phạm như mà chúng tôi đã được vừa đề cập trong cái đoạn phóng sự vừa rồi hay không ạ? Có thể nói trước đây cái thời chúng tôi làm là hoạt động theo cái luật cao nhất lúc đó, tức là pháp lệnh vệ sinh an toàn thực phẩm. Thế thì cái mà chúng tôi làm là thường xuyên đi kiểm tra. Đấy. Và kiểm tra là thường xuyên quanh năm phối hợp liên ngành. Và mỗi một năm chia ra 5 cái chiến dịch. Đấy, đầu tiên là chiến dịch Tết Nguyên đán. Chiến dịch sau Tết Nguyên đán là Tết mùa lễ hội. Sau chiến dịch mùa lễ hội là chiến dịch mùa hè. Và sau mùa hè là chiến dịch mùa bão lụt. Và sau mùa bão lụt là đến Tết Trung thu. Sau Tết Trung thu lại là Tết Nguyên đán. Và mỗi một năm nó thành cái chu kỳ để tuyên truyền giáo dục, kiểm tra và có những biện pháp để đảm bảo an toàn thực phẩm. Thường xuyên rồi nhưng tập trung vào những cái chiến dịch đó. Thế và cho nên lúc đó, và hai nữa là chúng tôi đã xây dựng được những cái mô hình. Đấy, ví dụ như mô hình làng nghề, mô hình thức ăn đường phố, mô hình ở các chợ. Và lúc đó là chính quyền vào cuộc rất mạnh. Đấy, ví dụ như thường ở các ban an toàn thực phẩm của cơ sở là đồng chí phó chủ tịch ủy ban, đồng chí phó chủ tịch phường trực tiếp và nhiều nơi là chủ tịch đứng ra điều hành. Cho nên một số cái mô hình lúc đó phải nói chúng tôi rất là thấy phấn khởi. Ví dụ có làng nghề có thể nói là đảm bảo, ví dụ như có 200 hộ là đều đảm bảo an toàn thực phẩm cả. Thế hoặc là các khu du lịch đấy là đều đảm bảo, các quán bán ở đó đều an toàn. Thế thì tôi cho là cái thời đó là vì chúng ta có một cái cao nhất là cái pháp lệnh nó đúng đắn. Thế còn cái thực trạng này tôi cho là cái hậu quả của chúng ta là do cái luật an toàn thực phẩm. Đấy, nó không chuẩn và không đúng với thực tế. Vâng ạ. Vậy thì có thể nói là trong Tết Nguyên đán thì thường là những nhất rất nhiều sản phẩm được bung ra thị trường. Và có thể nói là không chỉ riêng gì bánh kẹo mà rất nhiều các cơ sở sản xuất kinh doanh các loại thực phẩm khác cũng vi phạm các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm. Và họ sẵn sàng là pha trộn những hóa chất, những cái tạp chất mà không rõ nguồn gốc vào các cái sản phẩm để mà làm tăng lợi nhuận. Vậy thì tăng thời gian bảo quản thì ông nghĩ cái vấn đề này như thế nào? Có thể nói là cái người chế biến ấy, nếu chúng ta không, mà thế giới nó đưa ra một cái quy luật rồi. Đấy. Nếu anh tăng cường pháp luật, nếu anh tăng cường kiểm tra thanh tra, tức là tăng cường quản lý, thì cái gian lận thực phẩm, cái làm giả thực phẩm, cái sản xuất thực phẩm kém chất lượng nó sẽ bị đẩy lùi. Đấy. Nhưng nếu chúng ta buông lỏng thì cái đó nó bùng lên. Vâng ạ, thưa ông, là hôm nay là mùng 7 Tết và chúng ta cũng có thể nói là nhân cái không khí chung vui của cả nước như thế này, chúng ta rất là kiêng cữ để nói những vấn đề xấu, nhưng mà phải nhìn nhận một cách thẳng thắn vào một cái thực trạng, đó là cái tình trạng mà thực phẩm bẩn, thực phẩm kém chất lượng hay là kém vệ sinh an toàn thực phẩm của nước ta nó đang là một vấn nạn rất là nhức nhối. Vậy thì
ông có thể cho biết cụ thể hơn việc mà sử dụng các cái thực phẩm bẩn đấy thì mà chúng ta gọi chung là kém chất lượng thì có ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe con người và nhìn rộng ra là sức khỏe của người Việt Nam đấy? Cái thứ nhất mà chúng ta dễ nhận thấy nhất tức là người ta gọi là tình trạng ngộ độc cấp tính đấy. Ta ăn phải cái thì là miệng nôn trôn tháo đau bụng phải cấp cứu ngay vào bệnh viện thì cái này dễ thấy, nhưng cái đó là tỷ lệ xảy ra mức độ thôi, bởi vì người ta không thể ăn đến một cái khối lượng để đủ gây ra ngộ độc cấp tính ngay một lúc. Nhưng cái nguy hiểm là gì? Cái ngộ độc mãn tính, tức là ăn vào nó sẽ tích lũy hoặc nó ở một thời gian thì nó mới bùng phát lên thành các ngộ độc mãn tính. Tôi nói ví dụ như bây giờ ta ăn phải độ 10 lũy thừa 2 con vi khuẩn thì không gây ra ngộ độc cấp tính, nhưng các con vi khuẩn đó chỉ cần có một nhóm rất ít nó vào đường tiêu hóa, nó cư trú lại, xong nó mới bám vào đường ruột, nó nhân lên phát triển và sau đó nó sinh sôi rất nhiều trong đường ruột và gây ra thành các bệnh nhiễm trùng đấy. Thì đấy là một cái dạng mà cũng rất nguy hiểm đấy. Tại sao các bệnh truyền nhiễm đó hiện nay vẫn còn nhiều? Chính đây cũng là một nguyên nhân. Hoặc là các bệnh ký sinh trùng, bệnh run sán, vân vân. Cái ngộ độc mãn tính thứ hai nữa tức là gì? Các chất hóa chất nó vào thì là nó gây ra tổn thương gan, tổn thương thận, tổn thương não, tổn thương máu, tổn thương thần kinh đấy, mãn tính đấy, dần dần là nó thành các bệnh, những triệu chứng mãn tính. Và cái thứ ba nữa là nó gây ra các bệnh mãn tính không lây đấy. Ví dụ như tại sao hiện nay người ta nói là làng nọ làng kia bị ung thư đấy, thế rồi là vấn đề về bệnh tim mạch cũng gia tăng, bệnh đái tháo đường đấy, thế rồi là bệnh xương khớp, bệnh Alzheimer. Cái nóng bỏng nhất là hiện nay tại sao bệnh viện ung thư xây 3 bệnh viện lớn ở Hà Nội mà vẫn cứ đông. Đáng nhẽ các nhà quản lý phải suy nghĩ, phải đi nghiên cứu các đề tài về dịch tễ học để tìm ra các yếu tố nguy cơ gây nên ung thư đấy, và từ đó đưa ra những chiến lược kiểm soát cơ bản đấy. Ví dụ như vấn đề ăn uống thì người ta nói là ít nhất phải 1/3 các trường hợp ung thư là do ăn uống đấy. Thế thì ăn của mình có đảm bảo hay không đấy. Ăn có các chất gây ung thư hay không? Bản thân thực phẩm có nhiều chất gây ung thư, từ hóa chất trộn vào, ví dụ như người ta làm phẩm màu như chất vàng ô đấy, chất rhodamine vân vân và nhiều chất khác. Thế còn hai nữa là cái cách ăn đấy, nó cũng là ăn phải các chất gây ung thư. Tôi nói ví dụ như mình cứ uống rượu nhiều quá, hút thuốc lá nhiều quá, hoặc thực phẩm nướng nhiều quá đấy, thì cũng là các nguy cơ gây thư. Thì ta thấy là đấy là cái tác động về mãn tính mà nó ảnh hưởng. Và một cái ảnh hưởng mãn tính nữa mà tôi cho chúng ta cũng phải suy nghĩ là nó ảnh hưởng tới phát triển giống loài đấy. Ví dụ như con người chúng ta như thế, có cao to khỏe mạnh thông minh hay không, có tính bền bỉ dẻo dai hay không, hay là nó ảnh hưởng đến thể lực. Tôi nói ví dụ như vừa rồi ta xem U23 Việt Nam đá thôi, một trong những yếu tố để các cầu thủ của chúng ta chiến thắng, tôi cho là chiến thắng đấy, mặc dù đứng thứ hai ở châu Á, nhưng là phải yếu tố có sức khỏe, có ý chí thông minh, có ý chí quật cường đấy, và không sợ gì cả. Đấy hoàn toàn cũng liên quan đến thực phẩm. Thì tôi cho đấy một cái ví dụ như thế. Ngoài ra cái nguồn lực con người đó rất quan trọng, cho nên nó ảnh hưởng tới giống nòi của chúng ta. Liên quan đến vấn đề về luật pháp như ông nói thì cũng có rất nhiều ý kiến cho rằng luật pháp của chúng ta về an toàn thực phẩm là chưa nghiêm, trong khi đó việc sử dụng thực phẩm bẩn ấy nó là một trong những nguy cơ rất mạnh để ảnh hưởng đến sức khỏe con người và trực tiếp đến tính mạng con người. Vậy theo ông thì chúng ta có nên tăng những cái hình phạt liên quan đến vấn đề sử dụng thực phẩm bẩn, liên quan đến vấn đề mà sử dụng các cái chất liệu nguyên liệu kém chất lượng không ạ? Theo tôi ta phải nhìn nhận hai cái vế của một cặp biện chứng. Đúng là tôi phải thừa nhận là mình thiếu những cái chế tài xử lý nghiêm minh, thế nhưng chỉ nhằm vào xử lý thôi lại không được đấy. Vì cái đất nước ta nó là từ sản xuất nhỏ đi lên, cho nên theo tôi cái trước tiên mình phải tập trung chính sách vào vấn đề giáo dục đấy. Giáo dục của chúng ta đã đi vào cuộc sống chưa? Phải nói là chưa, đúng không ạ? Đấy, bây giờ anh chỉ tuyên truyền một số các phương tiện thông tin đại chúng, nhưng bây giờ đã đưa vào giáo dục trong hệ thống nhà trường chưa? Đấy. Ở các trường đại học người ta có những cái ngành an toàn thực phẩm, chuyên ngành an toàn thực phẩm. Ngay trường phổ thông cũng có những bài học về an toàn thực phẩm. Cho nên nó giáo dục hành vi, kiến thức từ những đứa trẻ, trường mẫu giáo, ăn phải rửa tay, vân vân. Đấy. Không được vứt đồ ăn đồ thừa gây ra ô nhiễm, cho đến tiểu học, trung học, đại học đấy, và sau đại học thì cái hệ thống giáo dục
chính khóa là phải có. Cái thứ hai là anh phải giáo dục ở ngoài thực địa. Đấy. Giáo dục bằng cách tập huấn. Ví dụ như ngay từ những làng nghề. Trước đây chúng tôi nhận các chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới đến người ta làm các mô hình giáo dục. Người ta chỉ cần 30 phút ở mỗi quán thức ăn đường phố. Vào cái giờ người ta chưa là lao động sản xuất, đào tạo có 30 phút bằng những cái hành vi rất cụ thể. Và sau đó có chuyển biến, và sau đó là đưa cả cái nhà hàng đó vào mẫu mực xây dựng điểm. Thế thì đấy là cái để cho người ta hiểu và tự nguyện. Bên cạnh vấn đề về chế tài về hành chính, chúng ta có nên có biện pháp hình sự hóa cái vấn đề mà sử dụng cái thực phẩm bẩn để mà cho con người Việt Nam sử dụng không? Cái chỗ hình sự tôi cho là cũng đúng đấy, cần phải có. Chứ hiện nay mình ví dụ như trước đây tôi nghiên cứu điều 244 của Bộ luật hình sự. Đấy, là gọi là để xảy ra vi phạm về chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm nhưng không nêu được các tiêu chí cụ thể. Đấy, mới gây ra hậu quả nghiêm trọng, tức là phải có chết người. Đấy, thì theo tôi không, thực phẩm không thể như thế được. Thực phẩm là chỉ cần là gì? Có những hành vi mà bây giờ thế giới người ta quản lý theo nguy cơ chứ. Luật mới của Mỹ là cũng quản lý theo nguy cơ chứ. Chứ đâu phải là hậu kiểm là chính, phải tiền kiểm. Tức là kiểm tra ngay từ khi hình thành trứng nước, từ trang trại. Đấy, from farmer to table. Thưa ông, tôi được biết là hiện nay thì luật an toàn thực phẩm thì đang được áp dụng và quy định Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thì sẽ quản lý là 9 nhóm gồm toàn bộ các hàng nông sản, này hải sản tươi sống. Bộ Công Thương sẽ quản lý 5 nhóm ngành hàng thực phẩm chế biến, rượu bia hay nước giải khát. Bộ Y tế lại quản lý 5 nhóm ngành hàng là thực phẩm chức năng, nước uống đóng chai. Theo ông thì việc quản lý này thì có dẫn đến tình trạng chồng chéo giữa các văn bản quy phạm pháp luật, đồng thời thì tạo ra những cái kẽ hở để nhiều doanh nghiệp có thể lợi dụng sản xuất kinh doanh những thực phẩm không an toàn, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm được không? Tôi thấy đánh giá là một là hết sức chồng chéo, hai là hết sức tạo ra nhiều kẽ hở. Đấy. Chồng chéo ở cái chỗ là nó phân công không đúng. Đấy. Ví dụ như ngành nông nghiệp là học về vấn đề nuôi và trồng, đúng không? Đấy. Vâng. Thì lại đưa ra quản lý thực phẩm. Ngành sức khỏe học về thực phẩm 6-7 năm, đúng không? Thì lại không quản lý những thực phẩm chính. Thế cho nên anh đã làm trái giò, phân công trái nghề thì anh không hiểu sâu. Anh không hiểu sâu thì anh làm theo tùy tiện. Anh kết luận không đúng. Đấy, cho nên đấy, thế hoặc bây giờ tôi cứ nói ngay, bây giờ ta vào một cái làng nghề đúng không? Thì bây giờ cả ba bộ xông vào. Đấy, đáng nhẽ chỉ có một hệ thống an toàn thực phẩm vào thôi. Đấy, để hướng dẫn kiểm tra, thanh tra và xử lý. Bây giờ ba bộ vào, ba đoàn của ba bộ vào vì nó liên quan đến thực phẩm của ba bộ. Đấy, cho nên cái đấy là cái chồng chéo, hay là ngoài thị trường cũng vậy. Cho nên tôi cho cái đấy là chồng chéo thì quá nhiều. Cái thứ hai là tạo rất nhiều lỗ hổng. Đấy. Từ cái chỗ chồng chéo cho nên bỏ ngỏ. Vâng, như những gì mà Phó sư tiến sĩ Trần Đáng vừa chia sẻ, có thể thấy thì mất vệ sinh an toàn thực phẩm đang là vấn nạn và là nguy cơ đe dọa cho sức khỏe của con người. Trước thực trạng này thì trong những năm vừa qua, các cơ quan quản lý đã khuyến khích các mô hình sản xuất kinh doanh thực phẩm sạch. Nhiều mô hình chống thực phẩm bẩn, phát triển thực phẩm sạch đã ra đời. Và tại Hà Nội, mô hình sản xuất kinh doanh thực phẩm theo chuỗi cũng đã và đang được áp dụng. Và với nhiều người tiêu dùng thủ đô thì đây là một tin vui, bởi lâu nay nhiều người đã không còn tin vào thực phẩm bày bán tại các chợ. Và xin mời Phó sư tiến sĩ Trần Đáng cùng quý vị và các bạn theo dõi những ghi nhận sau của phóng viên Cuộc sống 24 giờ tại điểm kinh doanh thực phẩm sạch do Ủy ban Nhân dân quận Đống Đa quản lý. Ngày 1 tháng 2 năm 2018, điểm kinh doanh thực phẩm sạch này đã được Ủy ban Nhân dân quận Đống Đa gắn biển. Điều này có nghĩa là tất cả những thực phẩm được bày bán tại đây đều được kiểm soát và đảm bảo các yếu tố về vệ sinh an toàn thực phẩm. Được biết đây là điểm cung cấp thực phẩm sạch thứ 3 trên địa bàn quận Đống Đa. Trước đó, quận Đống Đa cũng đã mở 2 cửa hàng cung cấp thực phẩm có kiểm soát tại Ô Chợ Dừa và phường Kim Liên. Thì chúng tôi qua những lần đi khảo sát rất là các cái vùng sản xuất rau, các cái nơi trồng chăn nuôi là có các cái đủ tiêu chuẩn và được công nhận là chuỗi và được công nhận là vùng sản xuất rau sạch. Thì chúng tôi sẽ đi kiểm tra và về phát triển cho các doanh nghiệp và tự nguyện làm và những nơi tự sản xuất. Các điểm cung cấp thực phẩm an toàn có kiểm soát không chỉ là nguồn thực phẩm sạch cho nhân dân địa phương Ô Chợ Dừa mà còn cho cả nhân dân quận Đống Đa và thành phố Hà Nội nói chung. Tất cả các sản phẩm bày bán tại đây đều có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định. Chưa kể đến, các đoàn thanh kiểm tra liên ngành của quận Đống Đa luôn thường xuyên theo dõi, giám sát, kiểm tra điểm cung cấp thực phẩm an toàn trên để đảm bảo thực phẩm đến tay người tiêu dùng phải an toàn cho sức khỏe. Qua những sản phẩm thực tế cửa hàng ấy, đánh giá thì là cái sản phẩm chất lượng ấy của cửa hàng là rất rất tốt.
và đạt mọi cái tiêu chuẩn như là chứng chỉ chất lượng và các dạng sản phẩm đấy, như rau củ quả, nói chung là tất cả với đồ khô, gạo, nước, tất cả mọi thứ là nó có nguồn gốc xuất xứ. Vâng, thưa Phó sư tiến sĩ Trần Đáng, thì chúng tôi đã đề cập trong phóng sự vừa rồi, chúng ta có thể nhìn thấy đây là mô hình sản xuất kinh doanh thực phẩm an toàn và có nguồn gốc, và đây là được Ủy ban Nhân dân quận Đống Đa thực hiện theo đề án. Và ông đánh giá như thế nào về mô hình này ạ? Mô hình này tôi cho là rất tốt, chỉ có cái là chúng ta phải duy trì của nó chuẩn hơn nữa và kiên quyết hơn nữa. Đấy, tôi nói ví dụ như gọi là kiểm soát theo chuỗi, đấy là cái xu thế của thời đại rồi, mà đấy mà ngay không phải là mới gì cả. Tôi nhớ là Bộ Y tế ban hành cái thông tư liên tịch y tế giáo dục từ năm 2008 đã đề ra biện pháp kiểm soát chuỗi để cung cấp thực phẩm cho các bếp ăn tập thể ở các trường. Đấy, chứ không phải là mới. Đấy, chỉ có bây giờ người ta đẩy mạnh nó lên, nhấn mạnh nó lên, thì tôi cho đây là một loại mô hình mà rất tốt, cần phải nhấn mạnh và phát triển. Vậy thì theo ông thì làm thế nào để chúng ta có thể nhân rộng được mô hình bày bán thực phẩm sạch như thế này ạ? Đấy, bây giờ ta phải áp dụng, bây giờ xây dựng, cơ quan quản lý phải xây dựng thành các tiêu chuẩn về chuỗi. Ví dụ như bộ luật hiện đại hóa về an toàn thực phẩm của Mỹ, người ta đưa ra thành tiêu chuẩn rồi. Thế thì ở nước ta trong nghị quyết 20 của Đảng, Trung ương Đảng cũng đã đưa ra một cái câu mà tôi cho rất chuẩn, tức là kiểm soát phòng ngừa dựa trên phân tích nguy cơ và theo chuỗi. Đấy. Thế thì bây giờ chỉ có cái việc mình xây dựng tiêu chuẩn chuỗi là thế nào, chuỗi ngắn là thế nào, chuỗi dài là thế nào. Một cửa hàng cung cấp thực phẩm, một siêu thị thì có bao nhiêu chuỗi ngắn, thì anh kiểm soát các chuỗi đó như thế nào? Nếu anh không đảm bảo được, tôi đến một cửa hàng mà bán mà không có nguồn gốc xuất xứ, ta có thể hủy cái đó đi không? Vâng. Ông trưởng ban quản lý phải chịu trách nhiệm, đúng không? Vâng. Sau khi mình giáo dục, thế thì tôi cho là đấy là cái mô hình rất tốt. Vâng ạ. Vâng, câu hỏi tiếp theo là vậy thì trong cái vấn nạn thực phẩm bẩn hiện nay thì ông có cái lời khuyên nào để dành cho người tiêu dùng để có thể lựa chọn được cho mình những thực phẩm an toàn không ạ? Thì như tôi nói là người tiêu dùng bây giờ thôi, bên cạnh nhà nước vẫn cố gắng, các doanh nghiệp vẫn có đạo đức lương tâm chứ không phải là mất hết đâu, thì người tiêu dùng cũng phải trở thành người tiêu dùng thông thái. Đấy. Thế nào là người tiêu dùng thông thái? Một là phải biết cách chọn mua thực phẩm an toàn. Đấy, mà chọn mua thực phẩm an toàn đấy, như tôi nói á, là bây giờ kiểm soát chuỗi nó vào từng gia đình một, nghĩ nếu phân tích nó ra, ví dụ như cái chuỗi mà tôi mua rau cho nhà tôi thì cái chuỗi của nó tôi tìm ra cái người trồng rau có an toàn hay không, cái cô bán chợ rau ở kia có tin tưởng hay không, và cuối cùng rau đến nhà tôi chế biến như thế nào. Cái người bán thịt lợn, người bán thịt gà cũng phải kiểm soát theo chuỗi, tôi nắm được thì tôi mới mua. Thì đấy, gia đình chúng ta là phải biết cách chọn mua thực phẩm an toàn. Cái thứ hai là mua được rồi về thì phải biết cái chế biến an toàn, ví dụ anh rửa giấy như thế nào, anh chế biến như thế nào đấy, để đảm bảo an toàn ở ngay tại cái bếp của mình. Thì theo tôi là phải thực hiện 10 nguyên tắc vàng chế biến thực phẩm an toàn của Tổ chức Thế giới phổ biến cho toàn bộ nhân loại rồi. Và cái thứ ba là phải biết cách sử dụng thực phẩm an toàn. Đấy, đừng có uống rượu thái quá. Đúng không? Mỗi một ngày 3 chén rượu, 3 vại rượu vang hoặc 3 lon bia thôi. Đừng có thái quá bất cập. Đấy, thế và đừng có hút thuốc lá. Đấy, hút thuốc lá là cực kỳ nguy hiểm. Thế rồi vấn đề ăn như thế nào? Đấy, đừng có ăn cũng, đừng ăn thái quá. Vâng, qua những gì mà Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đáng vừa chia sẻ thì có thể thấy thực phẩm bẩn đã và đang là mối đe dọa với sức khỏe của người tiêu dùng. Tuy nhiên, vấn nạn này vẫn đang được các cơ quan quản lý giải quyết và người tiêu dùng không vì thế mà phải hoang mang. Bởi bên cạnh việc chống thực phẩm bẩn thì chúng ta vẫn còn rất nhiều địa chỉ cung cấp thực phẩm sạch, an toàn để có thể lựa chọn. Tăng tỷ lệ thực phẩm sạch cũng đồng nghĩa với việc bớt đi thực phẩm bẩn. Và hy vọng trong năm mới 2018, tình trạng mất vệ sinh an toàn thực phẩm sẽ được cải thiện và sức khỏe của người dân sẽ được bảo vệ tốt hơn. Và một lần nữa xin cảm ơn Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đáng đã tham gia đồng hành cùng với câu chuyện buổi sáng ngày hôm nay, và xin kính mời quý vị cùng đến với những thông tin tiếp theo của bản tin Cuộc sống 24 giờ ngày hôm nay.